Rồi đi vô đây hết tóc. Thì em đang ngồi chờ anh Hoàng kìa. Hình như là thấy thợ đang ngồi chờ á. Phải không? Ok, hết tóc. Hello, cho anh là hết tóc. Cái này bữa hổm phải anh hết cho chị kia không? Bữa hổm quên kêu anh đẩy cho bà chùi lũi, anh hết que que mấy cọng à. Xong cái tới hồi giờ hả, bà đi xuống suối bà ở nữa, cái nó cũng dơ, nó cũng dài sòm sọp. À, giờ đẩy trong này sát gạt hết giùm hàng ha, rồi râu kia về đẩy sát gạt hết luôn nha. Ừ, cạo sát gạt trong hết. Ừ, ở trên chừa chút chút vậy thôi. Ờ, đẩy đầu đinh hết rồi, ổng đi đúng rồi đó. Tới mùa nóng nực râu thôi, râu cạo hết luôn vừa bạn gì, không có để râu cạo hết, chừa chừa giống tí tí cho ổng chứ không có cạo lăn do, ổng không chịu lăn do. Để chừa cái râu trên thôi. Ok. Không, nhưng mà râu trên cũng cạo hết cho ổng giùm nha. Cạo hết luôn hả? Ừ, cạo hết, nghe lời hàng cạo hết. Trời ơi, cạo hết nha anh Hoàng, đừng có để lâu lâu nó dơ giấy, hàng không có xuống hết cho anh được. Để kêu râu cho biết là đàn ông đi. Để râu cho biết đàn ông. Tóc làm ơn anh hớt xác hết giùm màn đi, cái đó anh chừa dài quá đó. Đây ngắn đâu? Ngắn rồi. Ngắn nữa đi. Được rồi mà, trời ơi, chị thử em ơi. Là trời. Như vậy đẹp ở dưới đó ai coi. Chữ gì ai lớn mà anh cắt cơ. Không có sao đâu, có ai dòm đâu. Chỉ có hằng xuống dòm thôi à. Dạ, biết hằng hả cô? Ờ chị, ờ chị coi YouTube hả? Ờ dạ. Dạ ờ vậy hả? Ờ tắt tắt nhạc giùm em chút được không? Nhỏ nhạc giùm em chút luôn chị. Ờ vậy là chị coi YouTube em. Dạ. Ờ vậy hả, coi ghiền luôn. Cái đó là coi ghiền nè, bữa nào cũng coi là coi ghiền rồi đó. Ờ dạ. Ờ vậy hả. Dạ. Dạ không thương chứ, mấy người mình không thương sao mình giúp họ được. Dạ đây nè, hỏi giờ hỏi mấy ông này đi coi em thương mấy ổng không, đừng hỏi em. Dạ dạ số sao vậy. Dạ. Dạ bye chị. Dạ cảm ơn chị coi ủng hộ em. Ô vậy hả, trời tội nghiệp. Ô vậy hả, vậy là chị cũng có lòng thương người chị mới thích coi vậy. Người ta không có lòng thương người ta không thích coi. Dạ ô hút nha, tội hút cũng vậy chị, giống như là mình không biết nói sao, mình cũng cố, em cố gắng hết sức. Nếu mà ổng chịu hợp tác là em sẽ giúp ổng hết sức. Dạ, dạ tội đó. Anh Bình chết em cũng lo cho xong cái đám tang, thấy không? À. Dạ. Ờ, coi như chị cũng coi hết luôn. Dạ. Dạ, ba chị. Em hỏi đây coi trời, biết luôn ban chủ. Biết luôn ban chủ nữa không? Ờ à, ừ hết vị đẹp đó, đúng rồi đó, hết vị đi cho mát mẻ đi. Cạo râu luôn, phải cạo sạch bắp. Tán thôi, đừng có nói một tán, không có đâu. Tại mấy người kêu ban chủ chơi cho vui á, tại cái ban. Rồi thấy mấy ổng, mình nói nãy giờ trên xe năn nỉ ổng nè. Nói đi đi thôi anh Hoàng, lên bờ đi đừng chơi nữa, đừng ở dưới nữa. Trời ok gì trốn viện qua, bệnh viện điện kiếm em, bệnh viện chạy đi kiếm ổng tơ tát khắp. Rồi xong bây giờ em xuống suối kiếm không có. Nên giờ em nói để em gọi bệnh viện coi hôm qua ổng có xỉu, có ai bưng uống vô lại không. Rồi ổng đi ra chừng chút là ổng xỉu à.
không đi được, tại yếu lắm, bác sĩ nói ổng có thể đứt bất cứ lúc nào. Ổng đòi ông mấy chuyện trên trời ta đâu có cho, thì ổng nói là kỳ thiệt. Không, tại lúc đó, bữa đó ổng còn đang cái mê thuốc mê á. Dạ. Rồi cái mấy ngày sau khỏe lại, cái biết tỉnh táo rồi là tự trốn viện đi ra rồi đó. Dạ. Dạ, rồi bye chị. Đó, hớt gì thấy sạch sẽ không? Đúng rồi đó. Phải sạch sẽ, đừng có hớt chừa nhiều để làm gì ai coi anh đâu. Sạch sẽ vậy coi cái mát mùa hè tới. Cái cây lông mày á anh chim bớt cho ổng đi, lần thằng cũng hay chim bớt tại nó dài quá, dài quá. Dạ, cắt da chim luôn. Nó hưởng thụ xuống chưa, nó hết xong là đẹp trai lên liền. Nó cũng dài vậy, lông mày tướng vậy. Đi tiệm hết luôn. Chứ mỗi lần thằng cứ lấy đồ thằng đẩy cho mấy ổng không à. Nó hôm bữa nay làm biến quá, để đi chở cho thảy lại đây cho hết cứ gọi đi. Cái rau trên hết cho ổng hơn ngắn một chút nữa đi anh. Ngắn được thêm rồi, được thêm chút nữa đi anh Hoàng. Vậy sao ăn? Ăn nó dính lum la. Sao để chừng nổi gì đâu, khỏe rồi. Nhớ đây còn dính một chùm nè anh. Bên kia cũng còn kìa, dưới cái cổ. Chưa? Ừ. Hết rồi, khỏe ha. Đó, nhìn lên sạch sẽ đẹp trai nhé. Rồi đây hết thôi, không có gọi đầu ha. Hết rồi. Yeah, I'm good.
tuổi rồi. Ừ. Lành cành đào. Đó, ngon lành cành đào luôn. Đó, tỉa luôn cái lông mày luôn. Này lai nữa. Lai. Mày hỏi ông coi ông nói tiếng Việt hay tiếng gì? Hả? Có trả lời không? Lai đó, mấy anh con lai. Hôm qua đây năm nào anh? Mấy thì trước thắc cô lúc đó anh qua đây được bao nhiêu tuổi? Hơn 10 tuổi không? Hơn 9, hơn 10. 19, 20 rồi đi dặn con lai á, diễn con lai á. Ờ, hôm nay anh hơn 50 năm mấy rồi hả? Dạ. Ừ. Năm mấy tuổi rồi, anh nhìn ổng tưởng chắc ba mấy hả? Ừ, trẻ quá trời. Ừ, không, ổng trẻ, cái mặt ổng trẻ. Trẻ lắm. Nhìn ông cỡ bốn mấy hả? Đúng rồi. Nhìn ông cỡ bốn mấy cái này thiệt chứ. Dọn lên mình cắt, anh cắt đâu. Ha anh Hoàng, nhìn anh cỡ bốn mấy hả? Đúng rồi. Trẻ dữ Hoàng. Trẻ. Trời cha, sướng trời được, người ta nói trẻ là mừng nha. Mà dọn lên cái trẻ măng đẹp trai lắm. Ừ. Rồi. Ông lên bờ dọn ngon lành. Rồi, được. Đi đâu? Ờ, đi rửa mặt, đúng rồi, cho ông rửa mặt cái trong tình. Vô guest room đi anh, vô guest room đi anh Hoàng. Cho ông rửa mặt cho ông tỉnh táo. Rồi nhiêu tiền không? 12 đồng. 12 đồng, ok. 12 đồng. Rồi 12 đồng trả anh 15 đồng. Cho anh tiền tiếp 3 đồng cắt cho ổng nữa đi. Nè. Coi như 15 đồng. Rồi, cảm ơn. Ok. Đó, ông đợi đi rửa mặt cái đang cho ông tỉnh. Cho ông rửa mặt cái. Cho ông rửa mặt. Rồi phải không? Rồi cái áo lạnh kìa. Trời đất ơi, sáng sủa lên. Xong rồi trả tiền rồi. Okay, cảm ơn anh nha. Rồi, rồi đi. Sáng sủa đẹp trai chưa? Nhìn không qua ông hồn. Quá sáng sủa rồi. Có người có ăn bún Huế không? Ờ đứng ở đằng. Ai? Ở thằng Khờ đi làm. Rồi ăn bún bún Huế ăn gì không? Rồi không ăn. Tại vì mới nãy quốc hộp cơm no rồi, không cần ăn nữa. Không cần ăn nữa mà giờ sạch sẽ đẹp trai rồi. Cái gì kiếm gì vậy? Thay áo hả? Ồ, lau mặt, lau mặt. Đóng lại đi anh. Rồi đóng lại đi anh Hoàng. Lau mặt. Ờ, tại vì vô được, không vô rửa mặt luôn. Rửa cái đầu, rửa mặt luôn. Khỏe. Rồi, vậy chở anh về đó ha. Không ăn hả? Có muốn mua gì ăn không? Ồ, hồi nãy có hai cái bánh mì rồi mà. Em... hai cái bánh mì đâu? Mua nước không? Mua ly chè được rồi. Ờ, mua chè hả? Giờ mua chè ở đâu? Đây nè. Tiệm nào chè vẫn mua không giờ mà? Ở đâu? Ở đằng kia kìa, chỗ Thanh Sơn á. Ha, ừ. Ok. Rồi đi. Chè gì anh Hoàng? Muốn ăn chè gì? Muốn ăn chè gì chị? Chè gì? Chè gì, xôi gì? Chè nước hả? Chè nước hả? Ok. Với lại chè đậu gián. Ok, mấy ly? 3 ly. 3 ly. Mấy ly chai nước, mấy ly đậu gián? 1 ly chai nước, 1 ly đậu gián. Không ăn chè chuối à? 1 ly chè chuối nè hả? 1 ly chai nước, 1 ly đậu gián, 1 ly chè chuối. Anh Hùng là chắc không ăn chè rồi. Còn này không biết chè gì. 1 ly chè chai nước, 1 ly đậu ván, 1 ly chè chuối. Và chè chuối. Rồi 3 ly. Cái này tàu hũ này chiên cái gì? Tàu hũ nó ngon.
hủ nè, ăn không? Cái này tàu hủ chiên hành hả? Còn tàu hủ chiên xả ớt hết rồi. Còn ở đâu vậy? Thấy đây không có nè. Là cái này là gì? Xả đậu xào. Còn đậu chiên là ở đây hả? Ở đây chiên xả ớt nè phải không? Bán phao hả? Bán miếng. Miếng bao nhiêu? Miếng đồng hả? Ờ, đồng 3 miếng. Anh Hoàng muốn ăn xôi nữa hả? Ok. Đồng 3 miếng. Rồi. Vậy lấy là 2 đồng. Đồng này, đồng này. Còn ở trong lại gì? À, ok, vậy lấy đồng này, đồng này. Ăn đói bụng lắm. Đó, đồng 3 miếng gì nha cả nhà. 2 đồng 6 miếng. Anh Hoàng ăn không? Không được rồi. Dạ, ăn không? Hoàng mua lấy nữa cho. Không, không. Không à? Ăn chè đủ hả? Dạ. Rồi, để đem lại tính tiền. Ăn chè đủ rồi. Ồ, Hoàng thì thích ăn cái bánh cam này nè. Đó, Hoàng thích ăn cái bánh cam này hồi xưa giống ở Việt Nam. Nó có đường, à, lấy cái này. Anh Hoàng biết ăn này không? Dạ, dạ. Dạ, ăn không? Lấy cái gì? Nó cứng cứng, có đường. Lấy cái gì? Nói hai cho anh Hoàng nha. Còn anh Hùng là không ăn ngọt, anh Hùng đó rồi, anh Hùng ở ngoài rồi. Anh Hùng là chỉ hút thuốc chứ uống bia. Mỗi ông này. Mỗi ông này thì có. Hả? Anh em rồi. À, biết rồi, để cho người ta trước rồi. Đâu có của mình này. Còn này là gì? Chả ốc hả? Một cây nhiêu? Ông ơn đồng rưỡi một cây. Wow. Cái này nó rẻ quá thì 2 đồng cây. Vậy hả? Không có rẻ quá mà nó mắc quá. À. Chị nè, tàu hủ. Chị không có nói nó rẻ quá mà chị nói nó mắc quá đó. Rồi, 9 rưỡi, 6 rưỡi, 16, 21, 23 đồng. 23 đồng, rồi 20. Ba đồng chẳng. Ê, vậy cho chuyển cái bọc nữa bỏ riêng. Hai chủ. Rồi, cái chủ này của anh này. Chủ này là đồ chiên của anh này. Cái dưới xôi của anh này. Hai chủ, rồi bỏ xôi ra cho anh này rồi. Là của chú đó, cái này của chị. Rồi. Đó là của chú, này của chị. Rồi, của anh Hoàng cầm đi. Ok, đi. Còn này không biết cái bánh gì ngộ vậy. Cái bánh này cái bánh gì ta? Cái này cái bánh nếp hả? Ở trong đây có gì? Có đậu, có chuối hả? Thôi, không biết có gì cũng mà. Để coi ở đây có gì. Không biết có gì cũng mà. Thôi giờ đi. Đủ rồi. Cho ổng thì ăn chè. Ăn với anh Hùng thì ăn gì? Tàu hủ. Ăn tàu hủ chiên. Hằng lên lộn chỗ. Ông chỉ Hằng mới lên bên kia. Là ông Hoàng cũng thích ăn giống Hằng, ăn bánh cam. Rửa tay đi anh Hùng nè, bóc tàu hủ ăn ngon lắm. Tàu hủ chiên, mặn mặn. Rửa tay nè. Ăn đi, nó đói bụng rồi, phải có vô trong bụng nè, mở đi. Hằng cũng ăn bánh cam giống ông làm luôn, Hằng cũng mua bánh cam giống ổng. Giờ cho ông ăn bánh cam, ổng không có ngăn. Em có rồi, anh ăn. Anh Hùng không ăn ngọt. Anh Hoàng thì không ăn ngọt. Tại vì biết sao ông này không ăn ngọt không anh Hoàng? Uống bia. Phải không, mấy người uống bia không có thấy là ngọt đúng không? Đúng rồi. Ừ, ăn là hủ chứ không? Ớt. Vừa uống bia dữ đó. Ừ. Bây giờ không uống bia thì ăn ngọt rồi phải không? Ít uống bia. Dạ. Tàu hủ cũng ngon. Uống bia vô chị tiểu đường. Chị tiểu đường. Đúng không? Uống bia chị tiểu đường kìa phải không? Uống bia cũng được. À,
uống bia nó hạ đường. Phải không? Phải. Mình bác sĩ mà. Mình bác sĩ mà uống bia nó hạ đường. Ừ. Như này có hai loại, một cái là xả ớt cái gì á, một cái là không biết. Để nào, đồng ba cục. Đã đường hết không? Vậy nè, cục nhỏ téo à, bỏ vào miệng là đủ một lẫm mà, đồng ba cục. Ừ. Rồi ăn không có gì vậy. Liền à. Không biết hả? Ngon chứ, béo béo, ăn nữa nữa không? Ai bị tiểu đường sẽ uống bia hết. Đúng không? Ừ. Uống bia hết tiểu đường. Chị bệnh tiểu đường. Ừ. Rồi, ổng là chị hết hai cái bánh cam rồi. Ngon phải không? Quất cho 4 ly trà hả? Ừ. Cho ổng 4 ly trà nè, dĩ bánh cam nè. Hộp xôi nè. 3 ly. Xôi mặn hả? 3 ly. Rồi, 3 ly trà. Hộp xôi mặn hả? Ừ. Nó bụng nó hủ ngon hả anh Hùng? Hận miếng nữa thôi, rồi hận miếng nữa là hết rồi. Hai đồng tàu, 6 miếng. Rồi nè, còn miếng nữa anh Hùng chữ hết. Nhớ, muốn gì em? Chị nhớ được. Béo béo. Ở trong có sả ớt, có gia vị hơi mặn mặn. Ngon ngon ngon. Cá nhậm không? Hai bữa cũng là làm bằng con men mà. Bây giờ chở anh đi lên trên 19 ha. Chị vậy? Để apply lại cái phút đem làm sao? Thôi bây giờ ăn phút đem nè. Đó thấy chưa, bữa nay em rảnh thì em chở không đi. Rồi cái thẻ phút đem quyền lợi ăn mà không. Ê lên, ê lên xếp hàng đi, vô em bắp lai, em điền hồ sơ cho. Thôi được rồi. Cho, 6 cân hả? Ừ. Ừ. Đó, tóc không sạch sẽ đẹp trai rồi. Dạ. No thì cũng đã no rồi. Thì sẵn là bữa nay á, tôi còn giờ làm việc, tôi trở lên đó rồi tôi điền hồ sơ, tôi up like lại coi. Để hẹn ngày phỏng vấn có được hay không. Có thì cũng có gần 300 bạc tháng tiền ăn, 281 đồng á. Bánh cam. Bánh cam đường, bánh cam tuổi thơ nha cả nhà. Bánh cam này ngon. Người ở Việt Nam mình thích ăn cái này. Lúc còn con nít thì ra là anh Hoàng cũng thích bánh cam đường giống như Hằng. Hồi xưa tuổi thơ ở Việt Nam ăn hả anh Hoàng? Ngon. Ừ. Anh Hùng ăn không? Nó không có ngọt lắm. Hả? Ngon. Ngọt, có ngọt lắm mà. Đang bị tiểu đường. Đang bị tiểu đường. Uống bia hết được. Uống bia cho nó hạ được. Uống bia đường nó lên trên mây có. Tại vì bia với rượu á, cũng gạo không á. Không có đâu, nhưng mà em uống nó lọc nước tiểu. Ừ. Thì ra hết tiểu đường. Được. Vậy là ai? Ai có bệnh tiểu đường nghe là anh Hoàng uống bia hết tiểu đường. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa. Anh thấy mấy cái ăn cam này. Ngon. Tự em uống nước nhiều. Ừ. Em lại không đi tiểu được. À. Mà em uống bia em đi tiểu liền. Đúng không? Lọc được. Đúng rồi. Bác sĩ Hoàng, bác lại. À, mình cũng bị thận đâu đây nó đó. Nó ngon nước lạnh đúng không? Tại vì cái nước lạnh mình uống uống cho đâu hoài được. Cái gì thận trong cơ thân thể của mình á. Đã lọc mà. Bởi vì mấy con men nó hơi men đó. Bị giết đường đó. Hơi men nó nổi trọc. Bó tay Hoàng. Có gì dưỡng bụng không? Dưỡng bụng không? Hai cái bánh cơm.
ba miếng tàu hũ chiên, ba cục tàu hũ chiên nhỏ nhỏ rồi ngon. Ăn bánh cam nữa không? Bánh cam ở trên nó có áo đường chút chút. Bánh cam nó có đường. Ở bên trong nhưng đậu xanh. Anh Hùng nói là ăn này có đường, ổng uống bia là chị bệnh tiểu đường. Với lại thứ nhất, thứ hai nữa là em uống bia đó, em không có đòi hỏi ăn đường. Ừ. Không cần ăn đường. Không ăn được. Ừ. Tao uống bia đủ rồi. Tao không thích ăn ngọt. Ừ. Không thích ăn ngọt. Ừ. Nói gì không nghe. Đó, là mấy tại vì mấy người nhậu không có thích ăn ngọt cho nên không đòi hỏi đường, ổng nói cũng hay. Đúng. Ít có bao giờ ăn ngọt không? Đây trong bia đường nhiều rồi. Đúng không? Đó. Trong cái thân thể của mình ừ. Không phải bây giờ gạo nó cũng có chất lượng, cái chuyện gì nó cũng có chất lượng mà em. Ừ. Nó không bao nhiêu. Đúng rồi. Cái chuyện gì đó trong cái thân thể của mình nó phải cần đòi hỏi. Đúng, gạo là chất nhưng đường không à. Tại sao mà em uống bia em đâu có thích ngọt đâu. Ừ. Uống bia không có thích ăn ngọt. Ừ. Nên là mấy người đâu nhận. Phải là bia chất đường mà cái con men mà nó ăn đường mà. Ừ. Mấy em người... làm á, làm rượu hay bất cứ bụng gì nó lên men là con men nó ăn đường. Ừ. Để không gây men nó là ăn đường. Ừ. Nói cũng có lý. Có thì người ta bài thuốc mà, người ta bác sĩ mà. Bác sĩ không bằng mà. Người ta bác sĩ không có bằng. Đó nói luôn là bác sĩ không có bằng mà em. Cho nên chưa là... lấy bằng. À, bác sĩ không bằng, nói cũng có lý. Bác sĩ là hết à. Bác sĩ chưa lấy bằng chứ không phải là không có bằng. À. Ông nói là bác sĩ không bằng. Là bia đó, bia Heineken đó là con mang đó. Em để lạnh gì em cui ra bắt đầu nó là con mang. Cây thuốc này mùa nóng nè, phải đem theo chai nước đá. Cho nên cái con mang đó là em làm bia hay làm rượu hay bất cứ gì đó là con mang đó nó ăn đường, anh phải bỏ đường. Ok, thôi bây giờ lái xe đi lên 19 này đưa anh về. Ừ. Đi lên 19 luôn ha. Thôi đi về đi. Giờ tất cơn hả? Ok thôi đi về. Đó là no đủ luôn ha. Đồ ăn là sách là đầy luôn. Rồi được khớt tóc là sạch sẽ luôn. Khỏi quá mà. Được mua đồ ăn, mua chè, mua xôi, mua đầy đủ hết rồi. Về là có no rồi đó. Quần áo nó tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc lên ngon lành lắm. Ngồi nó dần dài bữa à, nó dơ lại như tròn rồi đó. Thôi thua. Đấy, giờ đây xin phước tem Cathy xin không? Hàng xin cho Cathy luôn ha. Ừ? Đi lại get like đi, hàng xin phước tem cho Cathy luôn. Sao vậy? Có phước tem chưa? Thì giờ vẫn xin tiền cho anh Hùng á, vô đây gặp bà vô đây nữa nè. Đi lại đi get like đi, hàng xin giùm cho có được không? Hàng điền đơn cho. Còn nhớ số xô xô không? Đi lại hàng xin cho có phước tem. Cathy có phước tem chưa? Chưa có hả? Đi lại theo hàng get like lấy cái đơn, hàng điền cho. Được không? Của em phải tới sớm. Làm sao? Không có sao đâu. Sẵn có hàng gặp ở đây, hàng làm giùm luôn coi được không? Ha. Nhưng mà nhớ số xô xô, ngày sanh tháng đẻ rồi nói hàng mới điền đơn được. Chưa có phước tem phải không? Chưa có hả? Rồi đi lại get like lấy số. Đi, hàng giúp luôn cho, hàng đang giúp với anh đó đó. Hàng đang giúp với anh đó xin kìa. Điền đơn cho anh nộp vô á. Chịu không? Chịu đi lại get like với hàng, lấy cái số, bắt số. Đây. Rồi, đi đứng dậy. Như là có ngày anh review chị tới đây, tại vì bà không có điện thoại, đâu có đi kiếm bà được. Thì bây giờ nè, có ngày rồi nè. Đó. Tháng 5 ngày 11, bữa nay mấy rồi? Bữa nay 9 rồi. Ngày mai ngày 10, ngày 1. Ha. Lấy lỗ tai ra để dễ nghe. Nè, ngày mốt là interview nha. 1:30 Walter DBM. Nhớ chưa, tới đây get like và đưa cái tờ giấy này. Nhớ không? Nhớ không vậy trời. Chị bỏ vô giỏ đi, đừng có để mất cái đó. Ha. Tới đây get like rồi đưa cái tờ giấy này là mình có interview, chị sẽ được tiền mặt nè, chị sẽ được tiền phút tem nè. Có 300-400 đồng một tháng á. Nhớ ha. Tại bảo quốc tịch Mỹ mà. Bảo quốc tịch Mỹ ha, bà được á. Chị quốc tịch Mỹ rồi đấy. Có thể được 150 tiền mặt chứ từng phút tem 280 cũng như 300 đi. Là cũng được 450 đó chị. Nhớ nha. Bây giờ nhớ không? Nhớ ngày mấy nói em nghe coi. Ngày mấy interview?
tháng 5 11. 11 đây. À, mấy giờ? 1 giờ 30. Vậy còn mấy ngày nữa mình interview? Hôm nay mấy tay chị? Hôm nay 9 tay. 3 ngày nữa. Hôm nay 9 tay, ngày mai 10 tay. Ngày mốt 11 tay. Ừ, 2 ngày nha. 1 giờ rưỡi vô đây nha. Dạ. Nhớ ngày mai, and then ngày mốt. Nhớ chưa? Giờ cái phone này chị đâu có work đúng không? Có số phone không? À vô sữa, đưa coi. Thằng đi về ha. Nhớ nha, cất cái tờ giấy này vô giỏ đi. Mất rồi làm sao biết đâu mà interview. Cất vô đâu? Cất vô cái giỏ này nhớ chưa? Nha. Rồi thằng đi về đó, gặp bà ở đây xin cho bà luôn, đứng thôi bà không có tội nghiệp. Rồi thằng đi về, nhớ đi vô interview ngày mốt đó nha. Ok, bye. Bye.